Mỗi khi nhắc đến những diễn viên có giọng hát ấn tượng, nghe một lần là nhớ cả đời ở Cbiz thì bạn sẽ nhớ ngay đến cái tên nào? Cung Tuấn, Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi hay Trương Lăng Hách? Trong video này mình sẽ tổng hợp lại một số gương mặt vàng trong làng ca hát, dù lâu lâu mới cầm micro hát một lần, nhưng hát lần nào đều gây chấn động lần đó. Lưu ý, video được thực hiện chỉ vì mục đích tạo tiếng cười cho mọi người, không công kích hay chỉ trích bất cứ ai, vì thế mong mọi người xem video với tinh thần vui vẻ thôi nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ngô Lỗi. Em trai quốc dân Ngô Lỗi vốn có xuất thân là sao nhí nên anh chàng đã sớm quen mặt với khán giả từ rất lâu. Cũng bởi vì nổi tiếng ngay từ nhỏ nên những điều thú vị về Ngô Lỗi cũng nhiều vô số kể, trong đó không thể không kể đến giọng hát trời phú của anh chàng. Cung Tuấn. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ bài hát huyền thoại Ai Nhỉ Ú Hu của Cung Tuấn đúng không? Chấp niệm ca hát của Cung Tuấn sâu đến mức profile lúc xưa của anh luôn ghi sở trường là ca hát. Lúc trước khi quay phim Sơn Hà Lệnh, ngày nào Cung Tuấn cũng đánh thức mọi người trong đoàn phim bằng giọng hát của mình, còn trong phòng hóa trang anh chàng cũng nghêu ngao suốt cả ngày. Ngoài bản hit Ai Nhỉ Ú Hu, Cung Tuấn còn có một bản cover khác nổi tiếng không kém là Thiên Vấn, nhạc phim Sơn Hà Lệnh. Hoa khai rào, thiên chi xào, thiên mô xào, thiên ý lao, giang hồ xào, ân duyên liao, nhân truy liao, wo wang liao. Tuy thường xuyên được những người bạn thân dặn dò là hát ít thôi, nhưng đam mê ca hát trong người Cung Tuấn là chưa bao giờ bị dập tắt. Cung Tuấn từng vui vẻ giải thích rằng hát nhiều lần thì sẽ tích góp đủ một album cho bản thân rồi, biết đâu sau này có thể mở được concert. Nếu Cung Tuấn mở concert thật, các bạn sẽ đi chứ? Mạnh Tử Nghĩa. Không chỉ sở hữu nhan sắc rung động lòng người, mà mỹ nữ họ Mạnh còn có một giọng hát cũng chấn động không kém. Thiên phú ca hát của Mạnh Tử Nghĩa đỉnh đến mức làm cho cả Uông Tô Lang và Mao Bất Dịch phải bó tay, lắc đầu không biết phải làm sao để có thể dạy cho cô nàng thành tài được nữa. Mạnh Tử Nghĩa và âm nhạc cứ như hai đường thẳng song song, nhạc đi đường nhạc, còn giọng của Mạnh Tử Nghĩa thì đi theo hướng khác, mãi mãi không giao nhau. Hứa Khải. Chất giọng của Hứa Khải không phải thuộc dạng khó nghe, mà vấn đề của Hứa Khải là anh chàng hát rất say mê nhưng nhịp nhàng thì chật lất, lại còn hay hát bị lạc tông và crack. Hứa Khải cũng từng cover lại bài thánh ca Ai Nhỉ Ú Hu nữa, nghe cũng rất là tẩy não. Lâm Nhất và Hình Phi. Đôi bạn diễn Lâm Nhất và Hình Phi trong bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp của chúng ta, không chỉ có diễn xuất vô cùng ăn ý với nhau trong phim, mà cả hai còn vô cùng đồng điệu khi đứng trên sân khấu. Lâm Nhất và Hình Phi từng có màn cover ca khúc Những Năm Tháng Ấy vô cùng ấn tượng, khiến cho Hồ Hạ phải đứng hình và cố nhịn cười suốt cả tiết mục. Lưu Hạo Nhiên. Ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng, có năng lực diễn xuất được mọi người công nhận, lại là chàng trai mà thanh xuân đã nợ chúng ta. Thế nhưng, tất cả những điều này đều không thể cứu nổi khả năng ca hát của Lưu Hạo Nhiên. Anh chàng Dư Hoài, Lưu Hạo Nhiên chính là một trong những thành viên cốt cán trong hội những ngôi sao, tuy hát không quá hay nhưng lại cực kỳ đam mê ca hát, cùng với Cung Tuấn, Trương Lăng Hách. Trần Tinh Húc. Trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Trần Tinh Húc từng bị trêu là sở hữu chất giọng châu nước. Sở dĩ có câu chuyện này là do giọng của anh khá dày, lại có độ vang nên hơi bị ồn và đục. Rõ ràng giọng hát của Trần Tinh Húc không phải là khó nghe, nhưng nó không phù hợp với những bản tình ca nhẹ nhàng, mà phù hợp với hát nhạc đỏ hay hát đồng ca hơn. Châu Vũ Đồng. Bạn diễn thân thiết của Ngô Lỗi và Cung Tuấn, Châu Vũ Đồng cũng là một gương mặt vàng trong làng ca hát của Cbiz. Khi quay bộ phim Bắt Đầu Yêu Sau Khi Cưới, Cung Tuấn và Châu Vũ Đồng thường song ca cùng nhau trong hậu trường. Lúc hay tin Châu Vũ Đồng được hát nhạc phim thì Cung Tuấn lập tức nói, sao em hát được mà anh hát không được. Châu Vũ Đồng phải thuyết phục rằng, anh Cung Tuấn à, một bài hát không thể gánh nổi hai giọng ca Việt được đâu. Thì anh chàng mới chịu từ bỏ việc hát nhạc phim. Châu Dã. Cố Tương, Châu Dã, không hổ danh là người thân cận nhất với Ôn Khách Hành, không chỉ được Ôn Khách Hành yêu thương, cưng chiều như muội muội ruột, mà ngay cả kỹ năng ca hát thượng thừa cũng được truyền thụ lại một cách bài bản. Vốn là đệ tử chân truyền của Cung Tuấn, nên không có gì lạ khi Châu Dã cũng có một bản cover ca khúc Ai Nhỉ Ú Hu nổi tiếng không kém gì sư phụ của mình. Và tất nhiên Châu Dã cũng là một thành viên cứng của hội những người tuy hát không quá hay nhưng rất yêu ca hát, do Cung Tuấn làm hội trưởng. Tống Dật. Khả năng ca hát của Tống Dật hoàn toàn tỷ lệ nghịch với nhan sắc và khả năng diễn xuất của cô. Nữ diễn viên từng khiến các khách mời trong một chương trình giải trí phải cười nghiêng ngã khi thực hiện nhiệm vụ ca hát của mình. Thật ra, chất giọng của Tống Dật không quá tệ, cô nàng hát dở là do không được hướng dẫn bài bản. Cho nên khi được giáo viên giảng dạy lại, cô nàng đã hát không bị lệch nhịp nữa. Trương Lăng Hách. Giọng hát chứ danh của Trương Lăng Hách bắt đầu nổi tiếng khắp nơi kể từ khi đoạn video mà anh chàng hát bài cai thuốc trong phòng karaoke được chia sẻ rộng rãi. Nghe Trương Lăng Hách hát xong, cộng đồng mạng phải vội vàng tìm nghe bản gốc xem Lý Vinh Hạo hát cai thuốc ra sao. Và cũng từ đây, Trương Lăng Hách bị mọi người gọi trêu là Ngưu Ngưu, tức là chú trâu hay bò, hoặc Thủy Ngưu tiên quân trâu nước, bởi vì giọng hát nghe như tiếng bò kêu của anh khi hát bài cai thuốc. 你知道我会用行动表示，承诺一辈子，撑住了坚持，付出永远不会太迟。Trương Dư Hi. Trương Dư Hi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, luôn biến hóa linh động trong từng vai diễn từ những bộ phim cổ trang cho đến hiện đại. Tuy nhiên, giống với Mạnh Tử Nghĩa, khả năng ca hát của Trương Dư Hi cũng khiến khán giả phải hết cả hồn. Các màn biểu diễn trên sân khấu của Trương Dư Hi đều rất xinh đẹp và lung linh, mọi thứ đều rất tuyệt vời cho đến khi bật âm lượng lên và thưởng thức giọng hát của cô nàng. Thật ra, những ngôi sao này cũng không hẳn là hát quá dở, thậm chí có những người có chất giọng khá tốt, nhưng do không qua sự đào tạo bài bản, nên những lúc bình thường họ chỉ hát bằng bản năng nhằm mục đích giải trí, từ đó tạo ra những tác phẩm để đời trong lòng khán giả. Nhưng cũng có một vài trường hợp thật sự hết cứu nổi. Gương mặt nào trong video này chính là giọng ca vàng trong lòng bạn? Hãy chia sẻ với chúng mình dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!